Ngày xưa đã tồn tại một khối lập phương có thể tạo ra các thế giới và ban sự sống. Chủng tộc được nó tạo ra lâm vào chiến tranh và thất lạc khối lập phương. Họ đã đi khắp vũ trụ để tìm lại nó trong hàng ngàn năm, cho đến một ngày, tín hiệu từ những kẻ tìm kiếm dẫn họ đến với trái đất. Khối lập phương này chắc chắn không phải là khối Tesseract, vì đây là Transformer, robot biến hình. Tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar, radar phát hiện ra một chiếc trực thăng quân sự xâm nhập trái phép. Viên chỉ huy ra lệnh cho hai máy bay chiến đấu xuất phát, họ tống chiếc trực thăng về căn cứ để kiểm tra. Quân đội ngay lập tức bao vây và yêu cầu phi công trình diện. Nhưng chiếc trực thăng bất ngờ thay đổi kết cấu linh kiện, biến thành một con robot và tấn công căn cứ. Cái gì đấy? Siêu nhân chưa biến hình mà đã triệu hồi robot thế này? Nó tạo ra một vụ nổ súng điện tử, gây nhiễu loạn các thiết bị điện tử và tấn công vào khu vực máy tính để lấy cắp thông tin lưu trữ. Viên chỉ huy quyết đoán phá vỡ nguồn điện, ngăn cản hành động này. Còn robot quay sang phá hủy toàn bộ khu căn cứ. Một người lính dùng ống nhòm quân sự ghi lại hình ảnh của nó, khiến con robot tòi ra một khẩu súng trước ngực để tiêu diệt anh này. May mà có đồng đội kịp thời bắn gãy súng và cùng nhau chạy khỏi khu căn cứ. Phía sau lưng robot phóng ra một con bé hơn truy đuổi nhóm lính, còn con to tiếp tục tấn công săn phẳng nhà chính của địch. Cảnh phim chuyển đến một trường trung học, nơi nam chính Sam Witwicky đang thuyết trình về cụ của mình. Một nhà thám hiểm đã tiến tới vòng cực bắc năm 1987. Sam cố gắng ra bán lại đồ vật cụ mình để lại, kể cả chiếc kính vỡ mà cậu nghĩ là có giá trị nhất, bởi vì ông già đã hứa mua ô tô cho cậu nếu cậu kiếm được 2.000 đô và 3 điểm A. Cậu may mắn thuyết phục thầy giáo cho mình điểm A cuối cùng, mà không phải dùng đến cách mà Jessica qua môn hóa. Hoàn thành được điều kiện, ông bố dẫn Sam đi một vòng mấy hãng xe lớn. Đấy, nhìn cho kỹ vào con trai, tông vào thì chỉ có đi anh bà anh à, mà xin lỗi thôi. Sau đó chở thẳng cậu đến một khu bán xe cũ. Tại đây, cậu chấm một chiếc xe màu vàng. Kỳ lạ rằng, ông chủ tiệm không hề nhận ra chiếc xe này. Nhưng mà khách hàng thích nên là cứ thét giá 5.000 đô cơ đã. Cha của Sam mặc cả xuống 4.000. Ông chủ tiệm từ chối, 1.000 đô vốn đủ để em gái trà đá thành doanh nhân 4.0 rồi bro. Radio trong chiếc xe tự động bật phát ra tiếng của Tipu, khiến những chiếc xe xung quanh vỡ mẹ kính. Lúc này tại Washington, những chuyên gia phân tích tín hiệu được gọi đến lầu năm góc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo cho họ về cuộc tấn công ở Qatar, yêu cầu họ phân tích đoạn âm thanh, tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công trước khi tổng thống ra lệnh quân sự tiếp theo. Quay lại với Sam, cậu đang check eBay, cơ mà không ai đặt mua chiếc kính cả. Sam quay ra cạo râu cho đẹp trai, vuốt vuốt các thứ và rồi lên xe phóng đi như phóng cân đổ vân. Trong lúc đó, nhóm lính trốn thoát vẫn đang tiếp tục di chuyển trên hoang mạc và chưa thể liên lạc với chính phủ và gia đình. Họ quyết định đi tới ngôi làng của cậu bé hay đến chơi ở căn cứ mà không hề biết rằng mình đang bị theo dõi. Còn Sam thì quyết định đi tới buổi party ngoài trời cùng bạn thân dù không hề được mời. Cơ mà cái thằng sáu múi to vào lời này chặn anh lại. Sam bật lại ngay, bé nhưng mà ré bố mày to. Sáu múi lấn tới, muốn chơi trò anh mạnh nhưng bị bạn gái Mikaela ngăn cản. Dù vậy, Sam cũng mất hết mặt mũi ở lại, nhưng cậu lại nhìn thấy cặp đôi kia cãi nhau và cô bạn gái nóng bỏng thì quốc bộ về nhà. Sam nhìn anh bạn, em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu có bị gọi là sim em cũng xin chấp nhận. Đang chở người đẹp thì chiếc xe tự tắt máy, bật lên một bài nhạc lãng mạn và rẽ vào ven đường ngắm hoàng hôn. Mikaela mở nắp xe lên để sửa động cơ, còn Sam thì muốn làm piston đẩy cho chiếc động cơ nóng bỏng này. Trong lúc đó, ở lầu năm góc, các nhà khoa học vẫn nỗ lực giải mã tín hiệu của cuộc tấn công trước và họ không hề hay biết một cuộc tấn công mới sắp diễn ra. Chuyến bay này đã bị một con robot giả thành một chiếc đài trà trộn vào và thực sự là không một ai nhận ra luôn. Thậm chí là cô tiếp viên này còn chẳng hề nghi ngờ mà mang nó xuống tầng hầm, giúp con robot dễ dàng tiếp cận và xâm nhập hệ thống lưu trữ. Nhóm chuyên gia ngay lập tức phát hiện cuộc tấn công, báo cho máy bay để truy tìm thủ phạm. Cuộc tấn công diễn ra quá nhanh khiến lầu năm góc đưa ra quyết định ngắt tất cả đường truyền. Thông tin bị đánh cắp dừng lại ở ảnh của nhà thám hiểm Witwicky. Con robot tức giận quay sang đổ sát những kẻ truy tìm, sau đó biến thành cái loa lẩn trốn. Đến khi máy bay hạ cánh, nó lại nhẹ nhàng chui vào một chiếc xe cảnh sát đang chờ sẵn, tiếp tục tra tìm thông tin về Witwicky và phát hiện ra chiếc kính của Sam trên eBay. Chiếc xe ngay lập tức khởi hành đi tìm Sam, chỉ tội mấy anh cảnh sát cứ phim này là thành hội người mù quốc tế luôn. Ngay đêm hôm đó, Sam tỉnh dậy trong tiếng nổ động cơ, vội vàng chạy một mạch đến ban công và nhìn thấy chiếc xe của mình đang chạy ra khỏi nhà. Anh ngay lập tức đuổi theo bằng chiếc xe đạp đã được sơn 7749 màu, đủ để vừa theo kịp chiếc ô tô vừa báo cảnh sát. Sam bám theo tới một bãi phế liệu và nhìn thấy một con robot khổng lồ chiếu một ký hiệu lên bầu trời. Bản năng Gen Z thúc giục cậu mở điện thoại ra livestream ngay và luôn, và sau đó mới là đi tìm lối thoát. Xui vờ lờ vì thứ cậu tìm thấy là hai con chó và bị rượt cho không trượt phát nào. Con xe vàng lao đến dọa hai con chó đi, cơ mà Sam cũng không biết là chó cắn hay là xe tông vui hơn. Anh vội chạy ra ngoài bắt gặp cảnh sát nhưng bị nghi ngờ và bắt giữ. Quay về lầu năm góc, các nhà lãnh đạo vẫn bế tắc không tìm ra được kẻ đứng sau hai vụ tấn công. Thì Maggie, cô gái tìm ra vụ tấn công, lẻn vào cuộc họp đưa ra một ý tưởng rằng virus đó là một thực thể sống thì mới có thể phá hoại tường lửa của Nhà Trắng trong 10 giây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gạt bỏ đi vì chẳng có con virus nào như thế cả. Thế là ông chưa xem TikTok rồi, mẹ con loại còn gây ung thư. Bây giờ nhóm lính sống sót vừa bước tới khu làng thì bị một con bò cạp máy tấn công. Họ nhanh chóng tản ra tìm góc bắn, yểm trợ cho một anh lính vào nhà dân và mượn điện thoại. Lầu năm góc nhanh chóng nhận được thông tin, máy bay trinh sát ngay lập tức được huy động. Truyền về hình ảnh con robot khiến cho ban chỉ huy sững sờ, lệnh cho máy bay chiến đấu tiếp cận mục tiêu. Sau nhiều lượt xả đạn điên cuồng, con quái vật rốt cục phải bỏ chạy. Những người lính được trực thăng quân sự tới đón.
đón. Lợi dụng sự chú ý của ban chỉ huy vào cuộc giải cứu, Maggie lén sao chép tín hiệu cuộc tấn công, mang đến cho một chuyên gia đọc tín hiệu lệnh 5.0, Glenn Trắng. Cậu giải mã thành công đoạn tín hiệu, lấy được dòng chữ khu vực 7, thuyền trưởng Witwicky. Tuy nhiên, việc làm của Maggie đã bị phát hiện. FBI nhanh chóng đến gõ cửa nhà Glenn và gô cả lũ lại. Tại nhà của Sam, chiếc xe của cậu đã quay lại. Sam hoảng hốt lôi siêu xe màu hường ra chạy trốn, tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của con ô tô vàng, gấp đến nỗi cậu té sờ mờ lờ, lại còn ngay trước mặt cô nàng nóng bỏng Michaela. Nhưng mà lần này thì cậu đã suy nghĩ bằng đúng cái đầu, ngay lập tức dựng xe lên chạy trốn tiếp. Michaela thấy lạ lùng của Vũ quá nên đuổi theo cậu. Sam óc chó chạy vào một chỗ gầm cầu vắng vẻ, chứ mà tìm mấy chỗ tắc như là ngã tư sở ấy có mà đuổi lên rồi. Lúc này một chiếc xe cảnh sát đồng thời tiến vào. Sam sung sướng định ra mắt anh cảnh sát thì bị cửa xe đập vào mặt. Đã thế chiếc xe còn dấn để trẻ trâu, từ đèn pha chiếc xe tỏ ra một cái gậy đầy gai thò ra thụt vào, rồi cả xe bất ngờ biến thành một con robot. Sam thét lên ăn lộn rồi và chạy thục mạng. Con robot khống chế và hỏi Sam về chiếc kính bán trên eBay của cậu. Thấy khách hàng gì kỳ cục và lờ, Sam liền bỏ chạy tiếp và bắt gặp Michaela đang tìm mình. Cậu mạnh bạo túm lấy cô và gào lên không an đánh dân. Trong lúc nguy cấp, con xe màu vàng lao tới, drift một vòng hơi phèo và mở cửa xe mời gọi đôi bạn trẻ. Con robot cũng ngay lập tức quay về dạng xe cảnh sát và đuổi theo. Cả hai rượt đuổi đến một khu nhà máy hoang vắng thì chiếc xe màu vàng dừng lại, đẩy hai bạn trẻ ra ngoài, biến hình và lao vào choảng nhau với con xe cảnh sát. Xe cảnh sát thả ra một con robot nhỏ để tấn công Sam, đúng hơn là tấn công tình dục. Michaela dùng chiếc cưa tìm được để cùng con robot tấn công tình dục. Đấy là Sam mong thế thôi. Cô giải cứu cho Sam và cả hai đi tìm chỗ núp. Con robot nhỏ quay lại chỗ quần của Sam, biến thành chiếc điện thoại. Sam và Michaela bắt gặp con robot biến hình từ chiếc xe vàng, kẻ vừa chiến thắng trong cuộc solo 1-1. Cả hai tin tưởng, leo lên xe, quay lại lấy chiếc quần của Sam và di chuyển đi đâu đó. Michaela lỡ mồm chê xe sủng xấu và lờ, thế là chiếc xe đổi cả hai xuống, quay lại quất hình một con siêu xe Chevrolet rồi hiên ngang quay lại bảnh như anh khá. Dẫn cả hai đến một khu đất đang cải tạo, Sam và Michaela nhìn thấy 4 viên thiên thạch lao xuống trái đất. Từ mỗi viên xuất hiện một con robot. Chúng nhanh chóng tìm hình dạng thích hợp cho bản thân và di chuyển đến chỗ của Sam. Và fucking shit, bạn hỏi con trai chọn mông hay chọn tâm hồn thì đây mới là thứ mà con trai muốn. Optimus Prime, Jazz, Ironhide, Ratchet và Bumblebee, chiếc xe của Sam. Bộ âm thanh của Bumblebee bị hỏng nên phải nói nhờ radio. Họ là những Autobot đến từ hành tinh Cybertron và chắc chắn là không có thằng nào bên trong cả. Họ đến trái đất để tìm khối Allspark, khối lập phương nói tới đầu phim. Hành tinh Cybertron bị người máy Megatron cầm đầu các Decepticon phản bội. Megatron đã tìm khối Allspark bị thất lạc tới trái đất vì chiến tranh và cụ của Sam chính là người tìm ra hắn. Tọa độ của khối lập phương được ghi lại trên kính của ông. Trang eBay của Sam đã dẫn nhóm Autobot đến, cũng là lý do tại sao Bumblebee đến nơi bán xe cũ. Và nếu Megatron có được Allspark thì hắn sẽ chiếm trái đất tạo đội quân mới. Sam dẫn những người bạn mới về nhà, tìm lại chiếc kính, cùng với khá rắc rối từ những con robot khổng lồ nhưng trẻ trâu. Sam tìm thấy chiếc kính đúng lúc nhân viên của khu vực 7 đến nhà cậu, dùng máy đo phóng xạ xác nhận Sam tiếp xúc sinh vật ngoài hành tinh và tóm cả nhà cậu đi. Nhóm Autobot vừa ẩn náu, bây giờ lại nhanh chóng đến giải cứu. Nhân viên khu vực 7 bị còng lại nhưng kịp thời báo cho phía chính phủ. Phía Autobot quyết định rút lui. Optimus dẫn Sam và Michaela chạy trốn, nhưng thay vì hóa thành chiếc xe lao đi như đồng bạn thì cứ nguyên dạng robot to đùng mà chạy. Người thành công phải để lại dấu chân cho những người khác nói theo à? Optimus trốn dưới gầm cầu, nhưng Michaela và Sam bất ngờ bị rơi xuống. May mà Bumblebee kịp thời chạy tới, đỡ lấy cả hai. Chiếc kính trong người Sam văng ra một góc, cứu được người, nhưng phe chính phủ cũng phát hiện ra, tiến hành bắt giữ Bumblebee bằng súng hơi lạnh. Cả Sam và Michaela cũng không thoát được. Optimus nhặt lấy chiếc kính, quyết định hy sinh Bumblebee vì không muốn làm hại đến loài người. Lúc này, Tom Banachek, đại diện khu vực 7, tìm đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khu vực 7 là một nơi bí mật đến nỗi mà ai cũng biết là để nghiên cứu người ngoài hành tinh. Nhiều năm trước, một tàu thăm dò sao hỏa đã được phóng đi và quay lại một video. Hình ảnh quay lại được giống với hình ảnh kẻ tấn công căn cứ Qatar. Nhóm lính sống sót, hai chuyên gia phân tích tín hiệu 5.0 với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Sam, Michaela được đưa tới khu vực 7 cùng với cả Bumblebee. Và dĩ nhiên là đừng quên con robot đã giải làm điện thoại của Sam. Tiến vào bên trong căn cứ, cả nhóm gặp Megatron được giữ trong tình trạng quá thu. Sam giải thích cho phía chính phủ về các robot và cả lý do dẫn tới cuộc tấn công là khối Allspark, trùng hợp rằng khối lập phương cũng đang nằm tại chính nơi này. Robot Fair Decepticon cũng đã phát hiện ra điều này, liền kêu gọi các thành viên khác trên trái đất Starscream, Barricade, Devastator, Bone Crusher, Blackout tiến tới tấn công khu vực 7 và giải thoát cho Megatron. Tom ra lệnh các nhà khoa học rút lui và quân lính chuẩn bị vũ trang chống lại cuộc tấn công. Bumblebee cũng được Sam yêu cầu khu vực 7 thả ra. Cậu đến trước khối Allspark, chạm vào nó, làm khối lập phương lập tức thay đổi, thu nhỏ lại vừa bàn tay của cậu. Nhóm binh lính quyết định di chuyển đến thành phố gần đó, giấu cục Allspark đi, kéo dài thời gian, đợi quân tiếp viện. Những người còn lại ở đây sẽ tìm cách liên lạc với không quân do virus đã phá hủy hệ thống liên lạc trước đó. Lúc này, Megatron đã thức tỉnh, hóa thành một chiếc phi cơ lao đi, tụ hợp với thuộc hạ. Phía bên Sam, cậu gặp các Autobot trên đường di chuyển. Cả nhóm quay đầu lại,
để hỗ trợ đoàn người hộ tống Allspark, hai chiếc xe của Decepticon đổi tới, tấn công đoàn xe. Optimus nhanh chóng triệt hạ một đối thủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thành công liên lạc không quân, những chiếc máy bay chiến đấu sẵn sàng cất cánh. Những người lính do thiếu thiết bị liên lạc đã nhận lầm Starscream thành đồng minh. Iron 2 kịp thời nhận ra, cùng với Bumblebee dùng một chiếc xe chặn tên lửa phóng tới, cứu sống mọi người và phải trả giá bằng đôi chân của Bumblebee. Cậu giao cho Sam bảo vệ khối Allspark, Michaela lấy một chiếc xe kéo để di chuyển Bumblebee. Trong lúc đó, Sam được giao nhiệm vụ di chuyển tới một tòa nhà chọc trời, cùng sự yểm trợ của Autobot để trực thăng quân đội trực tiếp đón cậu và khối Allspark đi. Giây phút tiếp theo là những thước phim hoành tráng của ông hoàng cháy nổ Michael Bay và đỉnh cao của kỹ xảo phim điện ảnh. Sam leo lên đến nóc tòa nhà, dùng pháo sáng ra hiệu cho quân đội, nhưng Megatron phóng tên lửa, phá hủy chiếc trực thăng. Hắn tiến tới đòi khối Allspark trong tay Sam, nhưng cậu từ chối đưa cho hắn, trừ khi được giá. Cơ mà hành tinh Cybertron chắc là không có chủ nghĩa tư bản cùng kinh tế chính trị Mark Lenin, nên Megatron quật đổ chỗ Sam đang đứng. May mắn thay, Optimus đang leo lên tòa nhà, đỡ được anh. Megatron nhảy từ trên xuống, kéo thể Optimus rơi thẳng xuống mặt đất. Trong lúc choáng váng, Optimus bảo Sam nếu như không thể đánh bại Megatron thì phải đưa khối Allspark vào ngực mình để ông dùng tính mạng phá hủy nó. Nói trước bước không qua, Optimus thua thật. Sam chạy đến gần chỗ ông. Optimus kêu lên, "Quánh nhà cho anh! Endgame luôn!" Nhưng Sam dí cục Allspark vào ngực của Megatron, vừa tiêu diệt hắn, vừa phá hủy khối Allspark. Cuộc chiến khép lại. Xác của những con robot được chính phủ vứt xuống vực Laurentian. Nhóm Autobot dẫn đầu bởi Optimus quyết định sẽ ở lại trái đất. Trong After Credit 1, gia đình của Sam được phỏng vấn về người ngoài hành tinh, nhưng họ phủ nhận điều đó. Trong After Credit 2, Starscream, sau thất bại của Decepticon, đã chạy trốn vào không gian. Hãy đến với recap Sam Transformer: Revenge of the Fallen. Mở đầu phim là khung cảnh trong quá khứ, khi con người lần đầu gặp Transformer. Họ đến trái đất để xây kim tự tháp và dẫm lên đầu mấy cái đứa không chịu ấn like video này. Tôi nhanh đến hiện tại, tới vùng đất của tiền tài, thi thoảng gặp thiên tai và quanh năm thì hại điện. Ở Thượng Hải, hiện trường của một vụ rò rỉ chất độc hóa học, cực kỳ tôn trọng chủ quyền quốc tế, Mỹ quyết định can thiệp vào nơi đây. Qua lời nói của một vị tướng, ta biết được đây là Ness, tiền thân của Nestle, công ty sản xuất Milo, đồng thời là lực lượng đặc nhiệm chung của quân đội Mỹ và các Autobot thuộc hiệp ước phi sinh học ngoài trái đất. Vụ rò rỉ thực chất là vỏ bọc cho cuộc lùng diệt các Decepticon còn đang lẩn trốn. Cùng với đó là các Bestiasua thông thạo 7. Với máy đo phản ứng nhiệt, đội Ness nhanh chóng dò ra vị trí của tên Decepticon, nhưng tôi sẽ gọi là Deception vì nó to và lờ, khiến quân đội ngay lập tức phải huy động cứu viện. Một tên khác bắt đầu bỏ chạy, cuộc truy đuổi diễn ra nghẹt thở, đến mức ông già vẫn ung dung ăn bát cơm gà. Để tránh việc hắn trốn mất, Sideswipe xuất trận, chỉ bằng một đường kiếm, anh xẻ đôi tên Decepticon. Phía bên này, cái xe một bánh khổng lồ chạy trốn và giúp chính phủ tăng thu ngân sách xây dựng, không muốn đóng thêm tiền thuế. Optimus Prime nhảy dù ra từ máy bay, tham chiến. Đáp xuống bootcam, chỉ huy của nhóm Autobot cưỡi lên đầu Decepticon, hạ gục hắn trong nháy mắt. Hắn chăn trối rằng Fallen, một Prime từ 17.000 năm trước công nguyên, sẽ trỗi dậy. Nhưng khoan, đừng dậy vội, vì Sam Witwicky lúc này đang chuẩn bị lên Hà Nội nhập học cùng 2K3. Cậu nhận được cuộc gọi từ cặp mông mẩy tật mẩy của cô bạn gái hot girl Michaela Benz. Trong khi đang nói chuyện, Sam vô tình chạm vào một mảnh Allspark còn sót lại từ phần 1 trong áo của mình. Và lập tức nhìn thấy biểu tượng của Cybertron, quê hương của các Transformer. Nó phát nóng, rơi khỏi tay Sam và ban phát sự sống cho máy móc trong phòng bếp. Lũ robot mới sinh ra bắt đầu tấn công, khiến mẹ cậu sợ hãi, lao đầu vào chậu tưởng ký. Thấy vậy, Bumblebee, Xuân Diệu vội vàng cứu cả gia đình, phá nát ngôi nhà, rồi bị đuổi trở lại gara. Lúc này, cảnh sát kéo đến, cùng với đó là Michaela. Sam bí mật bỏ mảnh vỡ của khối Allspark vào trong lọ thủy tinh, đưa cho bạn gái giấu đi, rồi nói với Bumblebee rằng sẽ lên đại học mà không cần cậu đi theo. Sam cảm thấy bản thân đã được bảo vệ tốt và khuyên Bee nên trở lại với đội Autobot. Điều này khiến Bee khóc tèm lem dầu máy. Để kéo cảm xúc của khán giả trở lại, đạo diễn quyết định sẽ để Michaela tụt quần giữa đường và tỏ tình với Sam. Một tên tiểu Decepticon theo dõi Michaela với mục đích lấy lại mảnh vỡ của Allspark. Bên ngoài vũ trụ, một Decepticon khác chiếm lấy vệ tinh của lầu năm góc, xâm nhập vào hệ thống quân sự của Ness. Lúc này, một gã mặc vest đang chỉ trích việc các Autobot ở lại trên trái đất mà không chịu chia sẻ các tiến bộ vũ khí. Nhưng Optimus hiểu rõ phải đi mít như thế nào và biết loài người sẽ ra sao khi nắm được sức mạnh của Transformer, nên đã từ chối nhẹ nhàng thôi. Theo như lời gã mặc vest, thì Megatron, thủ lĩnh phe Decepticon, đang tập bơi cùng Aquaman dưới đáy vực Laurentian với sự canh giữ ngày đêm của các chiến hạm. Mảnh Allspark cuối cùng mà chính phủ nắm giữ đã được khóa kín trong hầm từ trường tại căn cứ hải quân mà Mẽo tự cho là mạnh nhất thế giới. Do đó, chẳng cần đến các Autobot nữa. Nắm được thông tin, mọi vị trí cần tấn công được truyền đến cho tất cả các Decepticon. Nghe thấy những lời vô tình, Optimus thở dài, nói Autobot sẵn sàng rời đi trong hòa bình. Nhưng trái đất đều an toàn lâu nữa đâu. Khi mà từ ngoài vũ trụ, một viên con nhộng được thả xuống, đó là Black Panther Decepticon. Sau khi xâm nhập vào khu vực an ninh của chính phủ, nó thả ra một con robot với mục đích ăn trộm mảnh Allspark. Tuy bị con người ngăn cản, nhưng bọn chúng đã thành công. Màn combat của hai phe ác liệt đến mức Sam phải để bố mẹ đưa đến trường đại học, nơi mà cậu được xếp ở chung phòng với Leo, Sharksky và Fastbinder, những thiên tài công nghệ chuyên edit video rồi up lên YouTube. Trong bữa tiệc đón tân sinh viên, Sam tự
dựng lên gân ngáo và viết chữ của Cybertron. Điều này đã thu hút sự chú ý của một cô gái xinh đẹp. Cô ta cố gắng quyến rũ Sam, anh vội bảo tâm hồn của cô to đấy, nhưng mà nóc nhà của anh to hơn. Đúng lúc này, Bumblebee xuất hiện, giúp Sam thoát khỏi con đĩa đói sau khi bắn mật ong vào mặt cô ta. Bee đến để đưa Sam đi gặp Optimus Prime. Chỉ huy của Autobot nói không muốn trái đất trở thành Cybertron thứ hai nên muốn Sam giúp sức, nhưng anh chỉ muốn sống như một người bình thường nên đã từ chối. Trong khi đó, Black Panther xâm nhập vào con tàu cùng với các Decepticon khác lặn xuống để cứu Megatron. Kẻ lúc này đang chơi Velgos trong chế độ một cho tất cả. Với sức mạnh của mảnh Allspark, hắn hồi sinh và lập tức bay vào vũ trụ, tạ lỗi với Fallen cho sự thất bại trong việc lấy lại khối lập phương. Fallen nói, thôi được rồi không sao, Optimus chết cho hắn có thể trỗi dậy là được. Tại giảng đường, Sam lại lên đồng, tuyên bố thầy giáo chỉ là thằng đầu bù rẻ rách và bị đuổi con mẹ ra khỏi lớp. Biết mình bị ảnh hưởng bởi mảnh Allspark, Sam gọi Michaela dặn cô không được động vào nó. Thế thì để anh động cho. Với sự khéo léo tuyệt vời, con Decepticon dẫm chân trái vào bẫy chuột, chân phải vào vỉ ruồi và chân giữa vào tay Michaela. Cô cho nó vào trong vali, quyết định mang đến chỗ Sam. Tại một nơi khác, đội Autobot gửi tín hiệu SOS khi rất nhiều Decepticon đang xuất hiện. Cả nhóm chia làm hai hướng đến New York và Philadelphia. Cùng lúc đó, Sam trang trí căn phòng bằng ngôn ngữ của Cybertron, kích thích cô gái kỳ lạ lúc nãy đè lên người cậu. Từ trong chiếc quần lót màu xanh gợi cảm của cô nàng, bỗng thò ra một chiếc đôi máy. Mày quá không phải là con cu, nhưng vẫn đáng sợ vãi lên. À. Đúng lúc cào chào thì Michaela cùng với Leo đẩy cửa lao vào. Con ả hiện nguyên hình là robot đấy. Thì sao nào? Em yêu anh đấy. Thì sao nào? Sam cùng Michaela bèn co giò chạy, nấp vào một thư viện nhưng vẫn bị tấn công. Con robot thực hiện ước mơ của sinh viên đại học, đốt toàn bộ sách giải thích, triết học và khoe thân. Trong lúc nguy cấp, Michaela khởi động một chiếc ô tô và nay thì nấu cháo lưỡi với người yêu của bà này. Chưa kịp yên ổn, cả bà đã bị tóm bởi một kẻ lạ mặt, đó là Starscream, đàn em của Megatron. Hắn giữ chặt lấy Sam để một con mực lấy thông tin ra từ não cậu. May mắn thay, các Autobot vừa đến kịp lúc, Optimus đưa Sam chạy trốn trong khi Starscream đuổi theo. Với sức mạnh vượt trội, chỉ huy Autobot đập Starscream thành Star Princess, nhưng với sức mạnh gia đình của Dom, tên Decepticon xuyên phóng lợn qua ngực Optimus, ông gục xuống, bại bình hết bại liệt và trở thành đại hiệp. Thấy tình hình xấu đi, Bumblebee vội đưa Sam đi trốn cùng Denvo. Lũ Decepticon bắt đầu đổ bộ xuống trái đất, công khai sự tồn tại của chúng với loài người. Chúng yêu cầu nhân loại giao nộp Sam, nếu không sẽ gây chiến. Thế là Sam trở thành mục tiêu bị săn đuổi, buộc phải trốn đến một nơi gọi là The Locker, tận cùng thế giới. Nhầm phim rồi. Lúc này, xác của Optimus được mang về căn cứ quân sự. Con người thì chĩa súng vào Autobot vì họ kinh sợ trước sức mạnh của lũ Decepticon. Đội Nest thì bị giải tán để Mỹ có thể đưa ra một chiến lược đối phó phù hợp. Trở lại với Sam, lúc này đang hối hận vì trước đây đã không nghe theo Optimus. Cậu muốn đọc các ký hiệu trong đầu để hiểu lũ Decepticon đang cần gì. Thế là Leo lên tiếng, nói mình biết một người có thể giúp, đó là Seymour Simmons, cựu nhân viên khu vực 7. Sau phần 1 thì giải nghệ và đổi tên thành Vinh Thịt Lợn. Đuổi một gã ăn đu đủ không cần thiết ra ngoài để giữ bí mật, ông đồng ý cùng Sam cứu trái đất nhờ kiến thức của Simmons và sự đáng sợ của Michaela khi cô đe dọa con robot ở trong hộp. Cả nhóm có được vị trí cần phải đến, bảo tàng hàng không vũ trụ. Bạn nhớ mông của Michaela ở đâu phim không? Giờ tôi sẽ cho bạn ngắm mông của Simmons và ngắm tiếp cặp đuôi này nhé. Nó không tốt cho mắt của anh em, nhưng đủ để giật điện một tên bảo vệ. Leo làm vậy nhằm đánh lạc hướng, giúp cả nhóm vào được bên trong và bắt đầu truy tìm vị trí của Decepticon. Với sức mạnh của mảnh Allspark, cả nhóm thành công đánh thức một chiếc máy bay thời tiền sử. Đó là Jetfire, được cử đến trái đất để thăm dò hành tinh, nhưng lại bị chính các đồng bào lãng quên. Đặt tên là Free Fire nếu bị lãng quên rồi. Nghe tin phe Decepticon đã chiến thắng trong nội chiến robot, ông ra quyết định ủng hộ các Autobot, vì để kẻ xấu thắng thì khán giả sẽ chê phim như mất. Jetfire đánh một quả giấm rồi tự ngã, thể hiện độ phế của bản thân. Không muốn để tốn thì giờ, Sam liền viết ra các ký hiệu trong đầu mình. Liếc qua một phát, Jetfire không giải thích gì mà biến ra cánh cửa thần kỳ, đưa cả nhóm đến một hoang mạc ở Ai Cập. Ông bắt đầu kể rằng các Transformer đã đến trái đất từ hàng ngàn năm trước, tìm kiếm nguồn energon để tránh máy móc khỏi reset bằng cách dùng chìa khóa mã trận, kích hoạt cỗ máy hủy diệt mặt trời. 7 Prime tối cao đưa ra một quy tắc là không tàn phá hành tinh có sự sống, cho đến khi có một kẻ vi phạm và được gọi là Fallen. Hắn mạnh hơn nhiều so với những người còn lại, nên các Prime đã hy sinh bản thân, giấu chiếc chìa khóa kia đi. Chỉ còn một Prime cuối cùng là Optimus mới có đủ sức đánh bại Fallen. Nên Sam muốn dùng nguồn năng lượng của cỗ máy để hồi sinh chỉ huy nhóm Autobot, nhưng họ cần phải đưa xác Optimus đến nơi cất chìa khóa trước. Simmons liều lĩnh gọi cho thiếu tá Lennox xin sự giúp đỡ và được chấp thuận. Địa điểm cần đến là núi Petra phía đông Jordan, nhưng việc Sam đến Ai Cập đã bị tên Decepticon trên vệ tinh theo dõi và báo cho đồng bọn để phục kích. Lennox lúc này đang mang xác của Optimus đến nơi hẹn trước. Anh tống tên mặc vest vướng chân đi bằng đường hàng không theo đúng nghĩa đen, đồng thời để lại địa điểm chờ đợi sự hỗ trợ từ căn cứ. Lúc này Sam đã đến được ngôi mộ của các Prime. Chưa một đồng nát nào bén mảng đến đây trong suốt hàng nghìn năm, nên chiếc chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn.
Không, tôi xin lỗi. Sam bốc đám bụi kim loại cho vào túi, hy vọng nó sẽ hữu dụng trong tương lai. Cả nhóm đang định tới chỗ xác Optimus thì Starscream tấn công, khiến họ buộc phải chia ra hành động. Lennox lúc này mất liên lạc với căn cứ, buộc đội quân tiên tiến nhất thế giới cầu cứu theo phương pháp cổ lỗ sĩ nhất. Phía bên này, Megatron ra lệnh các Decepticon tấn công, không cho Sam lại gần Optimus. Thế là một đám thiên thạch rơi xuống, sinh ra vô số robot. Lennox yêu cầu mọi người yểm trợ, giúp Sam hoàn thành nhiệm vụ, trong khi lũ Decepticon hợp thành một cái máy hút bụi khổng lồ. Máy mà không ở Việt Nam, không thì cái luật khai thác cát phạt thấy bà chúng mày. Một con robot chặn Sam lại, bắt cóc bố mẹ, đe dọa cậu giao ra chiếc chìa khóa. Bumblebee kịp thời đập cho tên robot kia một trận, rồi đưa bố mẹ Sam đến nơi an toàn. Phía bên này, con Decepticon to lớn đang phá hủy kim tự tháp để đưa cỗ máy bên trong ra, buộc Simon phải gọi cầu cứu từ một tàu khu trục trong vịnh. Quân đội vội điều máy bay chiến đấu đến cứu viện. Hai phe bắn nhau dữ dội, rất dữ dội. Tàu khu trục hướng súng bắn vào con Decepticon trên kim tự tháp. Trong làn mưa bom, Sam bị tập kích và gục xuống. Cậu đi vào cõi linh hồn và gặp được Po, thầy Dumbledore và các Prime. Họ nói rằng cậu đã chiến đấu vì thế giới, xứng đáng trở về với sự sống và bảo hãy hồi sinh cho Optimus với chìa khóa mà trận. Với sự nỗ lực của Sam, Optimus sống lại, nhưng Fallen lao đến, cướp lấy chiếc chìa khóa, rồi khởi động cỗ máy hủy diệt. Thấy tình hình xấu đi, Jetfire hy sinh bản thân, tạo cho Optimus một bộ cánh. Với nhiều màu hơn, chỉ huy của Autobot nhanh chóng hạ gục được Fallen. Còn Megatron và Starscream âm thầm chạy trốn, mở ra cuộc chiến trong những phần tiếp theo. Cuối phim, Optimus bảo Sam nhớ bấm like và subscribe đi trước khi ông bỏ rơi loài người. Transformer 3, vùng da thâm của Diana ngày hôm nay. Mở đầu bộ phim đưa ta về quá khứ tại hành tinh Cybertron, nơi một cuộc chiến tranh đang nổ ra. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, con tàu mang tên The Ark thoát ra khỏi vùng chiến sự. Nó được điều khiển bởi thủ lĩnh Autobot vĩ đại Sentinel Prime và chứa những vật chất đặc biệt có thể giúp Autobot chiến thắng trong cuộc chiến với Decepticon. Tuy nhiên, con tàu đã bị trúng tên lửa của đối phương và rồi rơi xuống vùng tối của mặt trăng. Vụ tai nạn của tàu Ark được NASA phát hiện, lo sợ rằng mấy thanh niên Liên Xô sẽ lên mặt trăng trước và sở hữu vật thể không xác định này, nên Tổng thống Kennedy, người bị chế Dark Meme nhiều nhất thế giới, đã thúc giục NASA chọn người lên mặt trăng để điều tra. Mãi cho tới năm 1969, tàu Apollo 11 mới chính thức đáp xuống mặt trăng cùng các phi hành gia như là Neil Armstrong và Buzz Aldrin. Họ thu thập thông tin từ con tàu rồi đem các mẫu vật về trái đất. Câu chuyện sau đó như thế nào? Hãy cùng quay trở lại với hiện tại căng tròn và đầy nóng bỏng. Tôi đột nhiên muốn làm con thỏ này quá. Vài năm sau sự kiện ở phần 2, nhóm Autobot vẫn là những người bạn thân thiết của nhóm NES, nhưng không còn hoạt động bí mật nữa. Thường xuyên đi theo dõi và tiêu diệt các Decepticon còn lưu lạc trên hành tinh. Thiếu tá Lennox được một tướng Ukraine thông báo về những điều bất thường đang xảy ra xung quanh khu vực thảm họa hạt nhân Chernobyl. Lennox dẫn đầu một đội cùng với Optimus và Ratchet tiến vào tâm của vùng phóng xạ. Bên trong nhà máy, một đặc vụ đã phát hiện ra một mảnh pin nhiên liệu được cho là của con tàu vũ trụ The Ark. Bất ngờ hơn, một con Decepticon máy khoan nhưng không phải màu hồng bỗng nhiên xuất hiện và tấn công đội điều tra. Optimus kịp thời biến hình, chặt đứt đầu của nó. Trở lại trụ sở của NES sau chuyến viếng thăm Chernobyl, Optimus dỗi hờn và yêu cầu một câu trả lời rõ ràng từ giám đốc cơ quan tình báo rằng tại sao con người lại giữ pin năng lượng của một con tàu đến từ Cybertron, liệu NASA từng có nhiệm vụ bí mật gì. Cuối cùng, bà Mirren đành phải thừa nhận động cơ thực sự của Mỹ khi đặt chân lên mặt trăng trong những năm 60 của thế kỷ trước là điều tra và thu thập mẫu vật về con tàu gặp nạn này. Tuy nhiên, tất cả những phi hành gia biết về thông tin này đều phải cam kết không hé răng một lời. Nghe xong, Optimus và Ratchet liền làm một chuyến lên cung trăng để tìm hiểu kỹ hơn. Trong khoang an toàn, họ tìm thấy cơ thể đang dần cạn kiệt năng lượng của Sentinel Prime và năm khối The Pillar, hay còn gọi là những cột trụ. Trong lúc này, Megatron đang phiêu bạt tại châu Phi sau thất bại ê chề trước Optimus Prime. Ở cùng với hắn có Starscream, Laserbeak và Soundwave. Chúng báo cáo cho Megatron biết về việc Optimus vừa phát hiện ra Sentinel Prime và những cột trụ. Hóa ra, tất cả những việc này đã nằm trong toán tính của Megatron. Cơ mà thôi, tạm gác lại chuyện này đã. Và cùng quay trở lại với anh chàng Sam Witwicky, giờ đây đã là cử nhân đại học và đang chung sống với cô bạn gái nóng bỏng Kylie Spencer, là người có công cứu trái đất, thậm chí còn được Tổng thống Obama trao huân chương danh dự. Thế nhưng, Sam lại chẳng thể kiếm cho mình một công việc ổn định. Mãi cho tới một ngày, anh được nhận vào một công ty công nghệ điều hành bởi một người đàn ông quái gở và lập dị tên là Bruce Bezos. Mặc dù Sam thấy công việc văn thư chán như con giun sán, thế nhưng đang chết đuối thì làm gì có quyền chọn cọc để bám, nên cuối cùng anh đành chấp nhận công việc. Sau đó, anh tới gặp bạn gái của mình tại công ty nơi cô làm. Tại đây, Sam được diện kiến sếp của Kylie, ông Dylan Gold, chứng kiến sự thân thiết hơi quá đà giữa sếp và bạn gái nóng bỏng của mình, Sam nóng hết cả mắt. Chưa dừng lại ở đó, ông sếp tốt bụng còn tặng cậu trợ lý may mắn một con mèo SLS AMG với giá chỉ bằng một chung cư cao cấp, kèm theo một lời mời tới bữa tiệc tại gia vào tối thứ bảy. Sam không giấu nổi sự tự ti và bất an. Có người yêu ngon thế này để đến tôi còn bất an nữa là Sam. Đang cáu thì Sam bị ông đồng nghiệp tên Jerry Wang quấy rầy. Ông ta lôi từ trong quần ra một thứ dài dài và bảo đó là tài liệu mật có liên quan tới vùng tối của mặt trăng. Jerry cũng cảnh báo rằng Autobot đang gặp nguy hiểm. Lướt qua đống tài liệu mà Jerry đưa cho, Sam có dự cảm không lành.
quyết định đi hỏi thêm chi tiết từ người đồng nghiệp lạ kỳ này. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi rõ sự tình thì Jerry đã bị Laserbeak, một Decepticon sát thủ, đẩy xuống từ trên cao và tử vong ngay lập tức. Một lúc sau, Laserbeak biến hình thành một cái máy photocopy gần đó rồi định giết nốt cả Sam. Nhưng đạo diễn bảo điên à mà giết nhân vật chính. Sam trốn thoát, anh nhanh chóng lái xe tới nơi mà Ness đang đóng quân bí mật và nói rằng có chuyện căng lắm. Thì cũng căng thật. Nhờ sự giúp đỡ của Bumblebee, Sam và Carly cuối cùng cũng được vào bên trong. Mặc cho bà Mirren có vẻ không thích thú lắm với sự xuất hiện của mình, Sam bảo bà ngồi im rồi anh bắt đầu kể về cái chết của Jerry và những ghi chú mà ông ta đưa cho Sam trước khi chết. Nhưng bà Mirren dí sò thèm nghe dăm ba câu chuyện của bọn trẻ con, vì một chuyện quan trọng hơn đang diễn ra, đó là hồi sinh cho Sentinel Prime. Optimus lấy ra từ trong lồng ngực Matrix of Leadership rồi ký thẳng lên ngực của Sentinel. Được kích nguồn trở lại, Sentinel hơi bị tờ lú, lao tới định giết Optimus. May thay, Sentinel không phải là em tú Sela, ông đã kịp tỉnh táo lại để không làm điều gì sai lầm. Optimus kể về 5 khối trụ cho Sentinel, nhưng ông tuyên bố rằng số lượng các khối trụ còn lại thậm chí còn gấp chục lần số đó. Sentinel giải thích qua về The Pillar, đây là loại vật chất có thể tái định hình vũ trụ. Cùng nhau, các trụ sẽ tạo nên một cầu không gian, dùng để vận chuyển vật chất qua không gian và thời gian. Lo ngại Autobot hoặc Decepticon sẽ sử dụng vật chất này để hủy diệt trái đất, bà Mirren tỏ ra thận trọng và không có ý định sẽ trả lại những khối trụ đó. Về tới nhà, Sam vẫn bứt rứt khó chịu và muốn điều tra rõ hơn về những tài liệu mà Jerry đưa cho. Vì vậy, anh gọi điện cho Simmons, cựu đặc vụ trưởng của khu vực 7, người mà giờ đây đã gia nhập giới thượng lưu và hứa sẽ không tham gia vào những nhiệm vụ liên quan tới Autobot nữa. Tuy nhiên, trước những lời nói đầy sức lôi cuốn của Sam, ông không thể cưỡng lại được và nhận lời tham gia giúp đỡ. Xem xét một hồi đống tài liệu của Jerry, Sam và Simmons nhận ra rằng những người từng tham gia và che giấu bí mật về tàu Ark đang bị sát hại hàng loạt. Không những vậy, nhóm của Sam còn khám phá ra rằng Liên Xô cũng từng có những chương trình mặt trăng nhưng rồi lại bị hủy bỏ một cách bí ẩn vào năm 1972. Hai trong số những phi hành gia có trong chương trình này vẫn còn sống và hiện đang ở Mỹ. Mải mê phá án mà Sam quên mất rằng hôm nay là thứ bảy, máu phải chảy về cô bạn gái. Carly và anh có hẹn phải tới bữa tiệc tại gia của ông sếp Dylan Gu. Carly vô cùng tức tối vì Sam cứ suốt ngày can dự vào những chuyện nguy hiểm, không màng tới tính mạng của bản thân. Cô cố gắng khuyên anh hãy dừng lại và để cho các Autobot và cảnh sát làm việc của họ. Nhưng Sam thì bảo cô biết cái lùm gì về Fleck. Vì vậy, anh quyết định sẽ theo vụ này tới cùng. Sau đó, cả đội quyết định truy tìm hai phi hành gia người Nga để điều tra tại sao họ lại lẩn trốn tới Mỹ. Hóa ra, trước khi Mỹ đưa được con người lên mặt trăng, thì năm 1963, Liên Xô đã có những vệ tinh chụp được những bức ảnh vùng tối của nó, cùng với rất nhiều dấu vết đồ vật bị lôi đi và cả hàng trăm khối trụ xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, lúc tàu Apollo đến nơi vào năm 1969 thì chúng không còn nữa. Kết hợp với dữ kiện về âm mưu của Megatron ở đầu phim, có thể đưa ra kết luận rằng các Decepticon đã lên mặt trăng trước để lấy hầu như toàn bộ khối trụ và chỉ để lại 5 cái. Sau đó, chúng lợi dụng những gián điệp là con người để giúp Autobot tìm ra Sentinel, hồi sinh ông ta, bởi lũ Decepticon biết rằng chỉ Sentinel mới biết cách để kích hoạt những khối trụ ấy. Biết được ý đồ của chúng, Sam tức tốc cùng các Autobot hộ tống Sentinel về Ness để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trên đường hộ tống, cả đội bị ba chiếc SUV của Decepticon phục kích, mọi thứ trở nên hỗn loạn, cuộc giật đuổi nhanh chóng biến thành một cuộc săn lùng, nhưng cuối cùng phần thua thuộc về những kẻ đi săn. Mấy cái xe này không thấy đang đánh nhau hay sao mà vẫn cứ đi lại từ tốn nữa nhở? Cắt đôi được lũ Decepticon, nhóm Autobot đưa được Sentinel về Ness an toàn. Thế nhưng Sentinel lập tức lật lọng, lộ nguyên hình là một cán bộ biến chất. Ông bắn chết Ironhide, xong quay sang tấn công của Bumblebee và những đặc vụ của Ness. Cảm thấy chưa đủ hào hán, Sentinel phá nốt căn cứ của Ness rồi mang 5 khối trụ còn lại đi luôn trước khi Optimus kịp đến. Sau đó, ông ta tới đài tưởng niệm của Lincoln cùng với Megatron và Starscream để kích hoạt cổng thời gian. Tại đây, Megatron cũng tiết lộ rằng khi Sentinel rời khỏi hành tinh Cybertron năm xưa trên con tàu Deark, thực ra ông đang đi tìm tới chỗ của Megatron chứ không hề đơn giản là trốn thoát như mọi người vẫn tưởng. Phía bên ngoài, Sentinel đang kích hoạt các trụ, các khối trụ trên trái đất kết hợp cùng các khối trụ được đặt sẵn trên mặt trăng tạo thành một cây cầu không gian. Trên mặt trăng, một loạt Decepticon Underground ẩn náu bấy lâu nay bất chợt trỗi dậy, nhiều như là Rat Fan tháng 8, tất cả cùng nhau chạy tới cổng không gian và tới trái đất. Nhận thấy kẻ thù quá đông và hung hãn, Optimus ra lệnh cho các Autobot rút lui. Lo sợ cho mạng sống của bạn gái hơi cũ, Sam tới bữa tiệc đại gia của Dylan để lôi cô về. Tuy nhiên, không thể ngờ rằng chiếc mech 200.000 đô Mỹ tho hóa ra lại là Soundwave, đệ của Megatron. Dylan lộ nguyên hình là tay sai của bọn Decepticon. Các bạn có nhớ chi tiết các chương trình lên mặt trăng của Mỹ và Liên Xô đều phải hoãn lại không? Thì ra, bố của Dylan chính là kiểm toán viên cho NASA. Ông ta đã hợp tác với Decepticon, khai khống chi phí của mỗi chuyến đi lên mặt trăng, buộc chính phủ phải ngừng toàn bộ hoạt động tại hành tinh này. Sau đó, Dylan gắn một con Decepticon giám sát dưới dạng đồng hồ vào tay Sam và buộc anh phải tìm hiểu được kế hoạch chống trả sắp tới của Optimus là gì. Nếu không, Dylan sẽ giết cô bạn gái nóng bỏng này. Quay trở lại với cuộc xâm lăng của lũ Decepticon, Liên Hợp Quốc nhận được một tin nhắn thoại từ Sentinel. Chúng yêu cầu loài người phải trục xuất toàn bộ Autobot ra khỏi trái đất. Đổi lại là Decepticon hứa sẽ chỉ khai thác đủ tài nguyên thôi, rồi vĩnh viễn rời khỏi trái đất. Nhưng khai thác bao nhiêu là đủ thì ông không nói. Quá sợ hãi trước uy lực của lũ Decepticon, chính phủ đành phải ký sắc lệnh trục xuất toàn bộ Autobot. Con tàu sẽ đưa Autobot ra ngoài vũ trụ là con tàu Gentium do chính họ chế tạo ra, đang được đặt tại Florida. Sam cũng đến để chứng kiến buổi trục xuất.
Tại đây, anh gặp lại bạn cũ Epps, một cựu không quân, nay làm nhiệm vụ canh gác con tàu Zantium. Khi các Autobots chuẩn bị rời đi, Sam hỏi kế hoạch sắp tới của Optimus và đội Autobot là gì. Optimus nói rằng không có một kế hoạch nào cụ thể cả, có thể là đưa binh đoàn Autobot về Tây Nguyên, lập một đội liên minh huyền thoại, còn bản thân thì giải nghệ và làm streamer. Sau khi Bumblebee chào tạm biệt Sam, binh đoàn Autobot chính thức lên tàu, rời khỏi trái đất. Nhưng chỉ vài phút sau khi con tàu được phóng lên, Starscream đã nằm chờ sẵn ở tầng trên của khí quyển và lao xuống bắn nổ con tàu. Lúc này Dylan đang đưa Carly tới tòa tháp Trump tại Chicago. Sam hốt hoảng nhờ tới sự giúp đỡ của Simon và trợ lý Dutch của ông để lần theo vị trí của Dylan. Dylan rất phấn khởi sau sự biến mất của Autobot. Hắn tiết lộ cho Carly về kế hoạch thật sự của Decepticon. Cụ thể, chúng sẽ sử dụng các khối trụ được đặt trên toàn thế giới để đưa hành tinh Cybertron tới trái đất và biến toàn bộ loài người thành nô lệ để giúp chúng tái thiết lại hành tinh của mình. Ngay sau đó, một đội quân Decepticon hùng hậu cùng rất nhiều pháo đài bay đổ bộ xuống thành phố Chicago. Đi tới đâu, chúng phá hủy và tàn sát tới đó. Không lực của quân đội Mỹ cũng tỏ ra bất lực trong việc xuyên thủng dàn phòng thủ trên không của kẻ địch. Hệ thống vệ tinh cũng bị vô hiệu hóa, khiến cho quân đội không thể dò ra được vị trí và chuyển động của lũ Decepticon. Lúc này, Sam cùng với Epps và đồng bọn của anh đã đến rìa của thành phố. Bỗng chợt, họ bị tấn công bởi một phi cơ của kẻ địch. Tất nhiên là những nhân vật chính sẽ không chết, mà thay vào đó là cả một dàn diễn viên quần chúng này bay hơi chỉ trong một nốt đơn. Đúng lúc này, đội quân Autobot quay trở lại từ cõi chết và giải vây cho Sam và đồng đội. Hóa ra, binh đoàn Autobot đã trốn trong tên lửa đẩy số 1, rồi rơi thẳng xuống Đại Tây Dương mà không một ai hay biết. Cả đội bắt đầu chia ra, Sam cùng với Bumblebee đi cứu Carly khỏi căn penthouse của Dylan. Nhận thấy sự có mặt của các Autobot, Megatron ra lệnh cho toàn bộ các Decepticon bảo kê các khối trụ. Cuộc chiến diễn ra sau đó cực kỳ dài hơi với dày đặc các hiệu ứng cháy nổ đậm chất Michael Bay. Vì cuộc chiến quá hỗn loạn và bội thực với số lượng robot nên mình chỉ nói sơ qua về nó. MVP của trận chiến tất nhiên không ai khác chính là Optimus, khi anh một mình tả xung hữu đột vào càn quét đội hình đối phương, phá hủy một khối trụ, làm ngắt kết nối cây cầu không gian. Tuy nhiên, Dylan đã nhanh tay kết nối lại cây cột trụ trước khi bị Sam phang một gậy vào mặt và bị giật điện đến chết. Bumblebee chớp thời cơ, phá hủy khối trụ, khiến các Decepticon và các chiến cơ siêu hạng đột ngột ngừng hoạt động và bị hút ngược lại cánh cổng. Hành tinh Cybertron đang lói toi phòi ở cổng không gian cũng nhanh chóng bị tọt ngược vào trong. Dưới mặt đất, Megatron đã tự mình hạ Sentinel do mâu thuẫn về quyền lực, nhưng ngay sau đó đã bị Optimus chém cho biết ai là nhân vật chính luôn. Cuộc chiến kết thúc trong sự hoang tàn và đổ nát của thành phố. Nếu Việt Nam có một rapper nào đó đang đá vào mồm bạn gái, thì tại Mỹ, chúng ta cũng có Sam Witwicky đang đá vào mồm bạn gái, nhưng mà bằng lưỡi. Giờ đây, đội quân Autobot đã không còn cách nào để trở về hành tinh Cybertron. Vậy nên, Optimus nhận ra rằng trái đất sẽ chính là ngôi nhà mới của mình và các anh em người máy. Giá mà trái đất cũng nghĩ vậy thì đã đéo có phần 4. Hồn nhiên, năng động, yêu trẻ con, nghe thì như mình béo, nhưng lại là những chú khủng long này. Chúng đang nô đùa thì một tiểu đội phi thuyền bay xuất hiện. Ngồi trên đó là những kẻ tạo lập. Họ thả xuống mặt đất những thiết bị gọi là hạt giống, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long 65 triệu năm trước, chỉ để sót lại một con. Quay trở về hiện tại, ở Bắc Cực, Darcy Terrell, thành viên của Kinetic Solutions Incorporated, gọi tắt là KSI, một công ty công nghệ, phát hiện ra những con khủng long đã được cơ giới hóa và bị đóng băng. Và cô biết đây sẽ là cú twist lớn nhất lịch sử. 5 năm sau trận chiến ở Chicago trong phần 3, các Autobot đã chấm dứt liên minh với loài người. Chính phủ thì đang trả tiền cho một CIA ưu tú là Attinger để ông lập nhóm dọn dẹp lũ Decepticon. Tuy nhiên, Attinger muốn trừ khử luôn cả những Autobot và đội đặc nhiệm của ông, Cemetery Gwyn, đang làm rất tốt điều đấy nhờ sự chỉ huy tàn nhẫn nhưng vẫn tài tình của James Savoy và sự giúp đỡ của một Transformer trung lập sinh ra từ Covid, Lockdown. Hắn là một chiến binh phục vụ những kẻ tạo lập đang tìm kiếm Optimus Prime và rõ ràng là không phải để làm quen kết bạn trong lịch sự. Trong khi đó, tại Texas, một nhà phát minh tên là Kate Yeager mang về xưởng của mình một đầu xe tải rượu rã trong sự khó hiểu của cô con gái tên là Tessa và người bạn Lucas. Nhà Kate vốn đã khánh kiệt, thứ duy nhất ông còn là những cây lăn nách rởm, một cô con gái bị tình dục hóa qua những góc quay và vô số khoản nợ, nên Kate phải nỗ lực hết sức để có một phát minh gì đó giúp ông lo cơm áo gạo tiền. Vợ Kate mất sớm nên ông sinh thói bảo bọc con gái quá mức, khiến Tessa rất bực mình vì nhiều khi chính cô mới là người phải chăm sóc cho ông. Ngày hôm sau, ông phát hiện chiếc đầu xe tải mình kéo về chính là một Transformer với hy vọng công nghệ đó đổi đời cho mình. Nó đổi thật, nhưng là đổi dạng thành một Optimus Prime đang bị thương trầm trọng và hơi lú một tí. Sau khi bình tĩnh, ông bắt đầu giải thích mọi chuyện với Kate. Lúc này, tại CIA, Attinger nhận tin về Optimus, lập tức cho James Savoy triển khai đội đặc nhiệm đến nhà Kate ở Texas. Lucas chính là người đã báo tin cho CIA. Kate có lấp liếm, nhưng Cemetery Gwyn là gió, và gió thì chẳng dừng dù cây muốn lặng. Họ trấn áp bố con ông và Lucas một cách thô bạo, dí súng vào đầu Tessa. FK tiết lộ chỗ Optimus. Thấy kịch bản cảnh sát đè cổ dí súng nhìn quen quá, Optimus bèn xông ra tấn công đám lính CIA. Trong hỗn loạn, Kate vớ lấy một cái flycam của bọn lính. Đúng lúc này, một chiếc xe đua vọt tới đón bố con Kate và Lucas chạy trốn. Người lái chiếc xe đó là Shane Dyson, bạn trai mà Tessa yêu trong bí mật. Kate thẳng thốt bảo sao con yêu sớm vãi lần. Tessa bảo đó là bí thuật. Optimus cũng hóa dạng xe chạy đi trong sự truy sát của CIA và cả Lockdown. Sau một cuộc truy đuổi dài, Lockdown ném một quả lựu đạn
khiến Lucas vong mạng. Còn Optimus, Kay, Tessa và Shane chạy trốn thành công. Optimus sau đó để ba người lại một trạm xăng, còn ông đi thám thính tình hình. Kay giờ bắt đầu màn hạch sách, diss bạn trai của con gái đủ các kiểu. Tóc ế ra một đống cức, cức thì giống cức nhưng mày vẫn giống nhất. What the fuck bro? Tessa liền phản ứng, trách móc bố. Dỗi quá, Kay tháo tung chiếc flycam lúc nãy và thấy được những thước phim đen của CIA. Bóc tem em Autobot hồng hào ngọt nước bắn cực nhiều. Hôm sau, Optimus lấy lại vẻ đẹp trai xưa và chở nhóm Kay đi hội quân với các Autobot sống sót, gồm Drift, Crosshair, Hound và Bumblebee. Kay cho họ xem những gì anh tìm được trong cái flycam, khiến hội Autobot vô cùng phẫn nộ. Optimus từng hứa sẽ không làm hại loài người, nay thề sẽ tự tay giết kẻ đầu sỏ tội ác này. Rồi theo lời Kate, họ đến Chicago và tổ chức xâm nhập KSI, nơi chế tạo cái flycam. Người đứng đầu KSI là Joshua Joyce, có tham vọng mang đến một cuộc cách mạng công nghệ. Kodasi mà ta gặp ở đầu phim cũng đang đến đây để nói với ông về lý do tuyệt chủng thực sự của loài khủng long và cảnh báo ông là đào xới chúng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ông đéo quan tâm vì ông đã có Transformium, thứ kim loại tạo nên các Transformer. Ghét yên tĩnh, có beat, ghét trương lớp, có súng. Joshua hy vọng thứ kim loại này sẽ giúp ông thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, mọi thứ không quá suôn sẻ. Ông đang cố tạo ra Transformer tên Galvatron với tạo hình dựa trên Optimus Prime, nhưng thành phẩm lại cứ bị giống Megatron. Điều đó khiến Joshua cáu vờ lờ, vì nhìn cái mặt này có giống như sản phẩm thân thiện với trẻ em không? Không, bực thế nhở. Một Autobot là Brands cũng bị ép làm việc tại đây, dù có vẻ là chế độ lưng bổng và đãi ngộ không tốt cho lắm. KSI bắt Brands phải dịch những thông tin từ trong bộ nhớ của Megatron để họ có thể tự chế tạo những Transformer thuộc kiểm soát của loài người. Nhưng nguồn cung Transformium của họ từ đâu mà ra? Từ những Transformer đã gục xuống sau trận chiến ở phần 3 và từ cả những Autobot vừa bị đội của Attinger hạ. Đó là hợp đồng giữa Joshua và Attinger. Ngoài ra, Attinger còn phải cho Joshua hạt giống của Transformer. Nhưng mà tụi nó người máy sao quay tay được ba? Hạt giống ở đầu phim ấy thằng ngu ạ. Lockdown sẽ không giao nó ra nếu Attinger không giao Optimus cho hắn. Attinger lại muốn có cổ phần của KSI để về già đi phập hoa hậu, nên ông buộc phải liều cái mạng mà tóm Optimus. Lúc này, Kate cùng Shane và Bumblebee giả trang thành nhân viên thâm nhập KSI. Đúng lúc họ giới thiệu mẫu robot Stinger xịn hơn Bumblebee. Việc Bumblebee bị nói là overrated từ KSI khiến Bumblebee cảm thấy không vui. Nhân tiện đang trong thời gian giãn cách, Bumblebee đạp bó mẹ Stinger mà đéo cần ai còn phơm hết, khiến Shane bị vạ lây và thế là chỉ còn mỗi Kay xâm nhập được. Thấy cảnh Ratchet bị mổ xẻ, Kay vội vào Discord, mua Nitro, stream HD cho nhóm Optimus xem. Vừa khi sau đó, Darcy bước vào. Cô vốn tưởng tất cả Transformer ở đây là Decepticon, nên Kay phải thông não rằng trước mắt cô là một Autobot. Joshua lúc này biết được một chiếc flycam đã bị hack, vội giả soát an ninh và tóm được Kay. Kay nói ông đang cố bảo vệ gia đình mình. Thì Attinger bước vào, nói bố mày đang bảo vệ cả đất nước và thuyết phục Kate giao nộp Optimus. Đổi lại, ông được tự do trở về trang trại cũ. Nhưng mà bạn nhìn cái mặt này xem có giống như đồng ý hay không? Các Autobots sau khi thấy Ratchet bị mổ xẻ thì quyết định là không có xâm nhập con cặc gì nữa. Họ tấn công KSI, phá hủy phòng thí nghiệm, tiện tay cứu Brands. Joshua vội chạy xuống, hỏi chúng mày có tiền đền không mà phá. Rồi đứng trước những Autobot, ông khẳng định ông tự tạo được Transformer. Autobot là lũ ẩn hại và nhân loại sẽ đứng về phía Joshua. Thất vọng và đau lòng, Optimus quyết định bỏ đi. Attinger không muốn con mồi vụt mất, ép Joshua sử dụng mẫu Galvatron chưa hoàn thiện, cùng mẫu Stinger cũng thế. Nhưng mẫu Galvatron lại gây tai nạn, ảnh hưởng dân thường nhiều lần, khiến phòng điều khiển Su Yeming, CEO của KSI tại chi nhánh Trung Quốc và cả Joshua vô cùng sừng sốt. Joshua muốn thu hồi chúng về, nhưng Attinger bảo nhân vật phụ lúc đéo nào mà chả chết. Giữa cuộc chiến của Optimus với Galvatron, Galvatron bỗng có ý thức riêng, nói chuyện mà không cần ai điều khiển, rồi một quả tên lửa bắn trúng Optimus Prime, kẻ bắn chính là Lockdown. Attinger giờ cho thu Galvatron về để Lockdown dùng lưới mang Optimus đi. Tessa kẹt trong chiếc xe gần đó cũng bị bế đi luôn. Trên phi thuyền, cô bị lũ robot tấn công, phải chạy trốn chết. Optimus thì bị tống giam, treo ngược lên và phải nghe thằng Lockdown lải nhải. Chân em đã chạm đất chưa? James Savoy bây giờ đáp máy bay lên phi thuyền của Lockdown để nhận hạt giống theo giao kèo. Trước sự chứng kiến của Tessa đang nấp gần đó, các Autobot cùng Kate và Shane tranh thủ cơ hội treo lên phi thuyền. Kate nhặt được một khẩu súng ngoài hành tinh, cùng Shane tìm Tessa, rồi theo Bumblebee và Crosshair tẩu thoát trên một máy bay cỡ nhỏ. Còn Drift và Hound cứu Optimus rồi rời đi bằng một phi thuyền con trước khi Lockdown kịp nhận ra. Joshua lúc này muốn rời phòng R&D đến chi nhánh Trung Quốc, hẹn Attinger giao hạt giống ở đó, rồi cùng Su Yeming rời đi luôn. Nhóm Optimus thì tìm nơi tạm trú thân. Ông nói với Kate về linh hồn Megatron đáng trú trong Galvatron. Brands giờ tiết lộ rằng cái xác của Megatron chưa chết hẳn, đã nhờ hưng cao giật dây để có một cơ thể mới, truyền nhiễm sự ác độc cho các mẫu thử nghiệm khác. Ngay cả việc lấy hạt giống cũng chính là từ Megatron mà ra. Brands đã cố cảnh báo, nhưng mà làm đéo có ai nghe. Tessa cũng kể lại những gì mình thấy trên tàu. Và theo lời Optimus, những hạt giống đó có thể biến các sinh vật thành máy, như các Transformer. Megatron chắc chắn sẽ kích hoạt hạt giống ở Trung Quốc, tạo thành một đội quân, xóa bỏ loài người. Kate bèn gọi điện cho Joshua, cảnh báo ông
ông ta về tất cả những mưu mô đó, bảo ông giữ hạt giống Sagavatron ra. Joshua muốn bác bỏ lắm, nhưng sau những gì đã xảy ra, ông biết rằng Kate đang nói thật. Nhóm Optimus liền lên đường đến Trung Quốc, còn Joshua vừa đặt chân đã báo Attinger rằng định hướng công ty đã thay đổi. Attinger thì không thích bị cắt lương hưu nên không tán thành lắm. Đang cãi nhau thì các nhân viên thông báo với Sue Gaming, thông báo với Joshua là Cavatron đã tự kích hoạt và bắt đầu tuyên truyền tư tưởng tầm bậy cho các bản mẫu vô tri. Joshua vội đổi Attinger và James rồi lật đật ôm hạt giống đi trốn cùng Darcy và Sue Gaming. Darcy quyết định lái xe làm mồi nhử cho Joshua và Sue đem giấu hạt giống. Vừa an toàn được vài giây, Joshua liền quảng cáo nhãn hàng để có kinh phí quay nốt cảnh đánh nhau sắp tới. Nhóm Attinger và James đã tới nơi, nhóm Optimus cũng thế, nhóm Cavatron cũng vậy. Hỗn chiến bắt đầu xảy ra khắp thành phố. James đuổi theo Kate để sống chết đéo rõ vì lý do gì, nên Kate buộc phải giết hắn. Vì bị áp đảo số lượng, Optimus đành mò trở lên chiếc phi thuyền, tìm sự trợ giúp của những chiến binh bị lockdown nhốt trong đó, các Dinobots. Sau khi đánh bại được thủ lĩnh của họ là Grimlock trong một trận chiến ngắn, Optimus thuyết phục được họ giúp đỡ. Trong thành phố, Hound và Bumblebee đang cố cầm cự và thế trận thay đổi hoàn toàn khi mà Optimus cùng các Dinobots quay lại. Bumblebee liền cho Stinger biết đứa nào mới là xịn hơn. Nhưng trời ơi đủ má, phim nó vẫn chưa ngừng lại ở đây bởi vì bây giờ Lockdown nhận ra có cái gì đó sai sai nên nó quay lại, tàn phá khắp nơi để tìm Optimus. Khi Optimus thành công bắn hạ chiếc phi thuyền, hắn nhảy xuống, bèm nhau với ông. Kate đang cành mè giúp Optimus thì boom boom, ối rồi ôi, Attinger có súng nè mày. Optimus thấy hắn chĩa súng vào Kate thì cho hắn chờ ông bà luôn, trả thù cho những đồng đội đã gục ngã như lời ông đã thề. Nhưng một giây phân tâm khiến ông bị Lockdown ghi vào tường. Bumblebee vội đến ứng cứu, cầm chân Lockdown, cho Tatsa và Shane dùng xe kéo, rút thanh kiếm ra, cứu Optimus. Optimus chụp thanh kiếm, đặt dấu chấm hết cho Lockdown. Từ phía xa, Cavatron cùng lũ tàn dư lặng lặng rút lui, chờ ngày trỗi dậy. Cuối phim, các Dinobots trở về với tự do. Optimus lấy hạt giống đi giấu, ra lệnh cho các Autobots bảo vệ loài người nếu loài người cũng bảo vệ họ, rồi lên đường đi tìm những kẻ tạo lập. Và đó là cái kết của Transformers Age of Extinction, hay bất cứ cái tên đéo nào đấy mà bạn thích gọi phim này. Sau thành công vang dội từ 4 phần phim trước, ít nhất là về mặt doanh thu, Transformers trở thành biểu tượng mang về hàng tỷ đô cho các nhà sản xuất. Như một điều tất yếu, Michael Bay tiếp tục ngồi vào ghế đạo diễn và phần nằm với cái tên The Last Night ra đời. Không khác gì những phần trước, The Last Night khiến nền điện ảnh hắt xì hơi vì bị các nhà phê bình cho nhiều tiêu cực. Tuy nhiên, phim vẫn thu về hơn 600 triệu đô với kinh phí chỉ vỏn vẹn 217 triệu. Vậy tại sao một bộ phim không được đánh giá cao lại có thể lãi gấp 3 lần? Transformer 5 có thật sự dở như bạn nghĩ? Tôi là Vịt và chúng ta cùng đến với tập 5 của loạt phim robot biến hình Transformer The Last Night. Năm 484 sau công nguyên, tại Vương quốc Anh, xảy ra cuộc chiến giữa người Britons và người Saxons. Bị áp đảo hoàn toàn về quân số, vua Arthur của người Britons đứng trước ngưỡng cảnh thất bại và bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu, chờ đợi phép mâu từ pháp sư tối thượng Merlin. Nhưng mà thật ra Merlin chỉ là một tên nghiện rượu và xảo trá. Hắn tu cạn chai nếp mới, rồi cưỡi ngựa đi tới một con tàu vũ trụ hỏng, tìm gặp một con robot màu đỏ khổng lồ để cầu xin sự trợ giúp. Con robot đưa cho Merlin một cây trượng, đồng thời ra lệnh cho các hiệp sĩ hộ vệ của Lacon hợp thể thành một con rồng kim loại khổng lồ. Nó cũng cảnh báo rằng một ngày nào đó con quỷ vĩ đại sẽ tìm đến cây trượng. Vậy con quỷ đó là ai? Các hộ vệ của Lacon từ đâu mà tới? Câu trả lời sẽ có ở phần sau của bộ phim. Với sự giúp đỡ của con rồng hợp thể, vua Arthur giơ cao thanh kiếm Excalibur, ra lệnh tấn công tổng lực và dễ dàng giành chiến thắng. Tiết học lịch sử đến đây là kết thúc và chúng ta cùng quay trở về hiện tại. Optimus Prime đang trên đường trở về Cybertron, tìm gặp đấng sáng tạo, không quên kêu gọi đồng đội của mình bảo vệ trái đất đến khi ông quay về. Megatron, kẻ thù số 1 của Optimus, cũng đã bật vô âm tín. Những cuộc chiến nhỏ lẻ giữa các Transformer vẫn diễn ra và ngày càng có nhiều hơn các robot từ ngoài hành tinh bay xuống trái đất. Thế giới vẫn coi các robot như hiểm họa, nên Hiệp hội Đa quốc gia Transformer Reaction Force, viết tắt là TRF, được thành lập với mục đích tiêu diệt tất cả Transformer. Biến cuộc chiến robot chỉ còn là cuộc so tài giữa các bạn sinh viên mang tên Robocon chiếu trên VTV2. Phim đưa ta đến với Chicago, nơi phi thuyền mới nhất từ ngoài vũ trụ rơi xuống. Một lũ trẻ ao ước có một con robot cho riêng mình đã liều lĩnh đột nhập vào khu vực cấm. Chúng phát hiện ra một Transformer với tạo hình hiệp sĩ cổ xưa trước khi bị robot canh giữ phát hiện và đe dọa. May mắn thay, một cô gái tên là Isabella, người sống sót sau cuộc đại chiến Chicago phần trước cứu mạng. Đồng hành cùng cô là Squeaks, một chú robot nhỏ màu xanh với hai đèn pha trước mắt, và Canopy, một Transformer màu vàng lực lưỡng. Hãy cảm thấy may mắn khi Canopy chui ra từ đống đổ nát chứ không phải từ mông bạn. Tuy hiền lành là thế, nhưng Canopy bị coi là mối nguy hiểm với bọn nhóc qua màn hình vệ tinh, buộc TRF phải phóng tên lửa tiêu diệt. Đúng lúc này, Kate Yeager cùng Bumblebee xuất hiện, hạ nốt bọn robot canh gác, đưa bọn trẻ ra ngoài an toàn. Sau đó, anh trở lại chiếc phi thuyền, cố gắng cứu con robot hiệp sĩ đang hấp hối, nhưng đành bất lực vì vết thương là quá nặng. Trước khi chết, nó đưa cho Kate một miếng bùa kim loại, nhưng Kate từ chối. Anh vội vàng rời đi, nhưng bị Barry Kate chặn lại. TRF cũng đã có mặt tại hiện trường để bắt giữ Kate, nhưng Bumblebee từ đầu lao tới, rụng rời chân tay như hàn mặc tử, rồi điều khiển từng bộ phận, hạ gục một lũ bất tài, dí súng vào đầu sỏ. Một lát sau, với sự can thiệp của William Fowler, cả hai để nhau đi mà không một chút ồn ào.
Dù người của TRF đã kịp gắn lên xe của Bumblebee thiết bị theo dõi, còn chiếc bùa kim loại đã tự mọc chân, nhảy lên xe của Kate Yeager từ lúc nào. Barricade ngay lập tức trở về báo cáo với Megatron về chiếc bùa, thứ mà Decepticon cho là có thể giúp tìm ra cây quyền trượng của Merlin ngày trước. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc nói chuyện của Megatron và Barricade đã bị ghi âm bởi CIA. Họ yêu cầu William tiếp tục làm nội gián trong TRF để nghe ngóng thông tin, đồng thời chờ Optimus Prime quay lại. Nhưng mà ngày đó sẽ còn xa lắc, vì bây giờ Optimus mới đến được Cybertron, nơi mà ông sinh ra, giờ đang vỡ vụn thành từng mảnh. Khi ông gặp Quintessa, một tự xưng là kẻ tạo lập, người sinh ra Optimus, cứ ngỡ người sinh ra Optimus phải to như một hành tinh, hoặc ít nhất có một cái lỗ to ngang hố đen vũ trụ. Quintessa lại vô cùng nhỏ bé. Khi nghe Optimus muốn khôi phục Cybertron, ả nói rằng chỉ có một cách duy nhất, đó là sử dụng cái quyền trượng mà 12 hiệp sĩ hộ vệ của Lacon năm xưa đã đánh cắp từ Quintessa, rồi trốn xuống trái đất. Sau đó, Quintessa tẩy não Optimus, đổi tên ông thành Nemesis Prime với giá 75 RP. Ả tiết lộ trái đất chính là Unicron, kẻ thù của Cybertron, rồi ra lệnh cho ông lấy lại cái quyền trượng và khôi phục Cybertron bằng cách hút cạn năng lượng từ trái đất. Cùng lúc này, tại Oxford, giáo sư Vivian Wembley đang giảng cho các sinh viên về cuộc chiến của vua Arthur. Cô chính là lý do khiến môn lịch sử trở nên thú vị, nhìn hấp dẫn thế này cơ mà. Vốn là một người thực dụng, thực tế, cô cho rằng các nhà sử học thực ra là đầu bếp trá hình vì chỉ giỏi thêm mắm thêm muối cho các sự kiện thêm phần hùng tráng và kỳ bí. Trở lại với Kate Yeager, sau một đoạn đường dài, anh trở về một bãi phế liệu rộng lớn nơi các Autobot và Dinobot cùng sinh sống. Isabella cùng Squeak lén lút đi theo. Cô xin Kate cho mình ở lại vì vừa mất đi một robot cô coi như người thân trong gia đình. Nghe thấy hai tiếng gia đình, một người nhiều xe như Dom còn phải mủi lòng, nữa là nhiều robot như Kate, anh liền đồng ý cho cô tá túc. Quá khứ của Isabella được tiết lộ. Cha mẹ của cô được thần tình yêu Decepticon tặng cho một mũi tên lửa khi đang ở trong nhà. Cô bé 14 tuổi may mắn vì đi ra ngoài ngày hôm đó. Kate vô cùng đồng cảm vì ít ra anh còn có một người con gái là Tessa Yeager, còn vợ thì đã mất từ lâu. Rời khỏi xưởng đông nát của Kate, trên thế giới lúc này đã mọc lên 6 khối kim loại trông như cái móng giỏ. Với 20 năm kinh nghiệm xem phim, tôi dám chắc với bạn những khối kim loại ấy có một tác dụng vô cùng to lớn. Megatron dường như chỉ đợi có thế, hắn thỏa hiệp với TRF, yêu cầu họ thả những Decepticon bao gồm Mohawk, Dreadbot, Nitro Zeus, Berserker và Onslaught. Đổi lại, hắn sẽ truy vết Kate Yeager và lấy chiếc bùa kim loại rồi trở về nhà. Một lần nữa, William được CIA giao nhiệm vụ bám sát hành tung của Decepticon, rồi thừa cơ nẫng tay trên thứ mà Megatron đang tìm kiếm. Kate và Isabella lúc này đang chữa cổ họng cho Bumblebee. Họ thành công nối được dây thành quả, nhưng lại cắt của anh hai hòn dãi, khiến Bi có giọng éo éo như thái giám. Bỗng nhiên, chiếc loa phường kêu lên, báo hiệu bãi phế thải của Kate sắp thành bãi tha ma. Anh cùng mọi người và các Transformer vội vã rời đi tới một khu bỏ hoang để bày binh bố trận. Trước cuộc chiến, chiếc bùa kim loại tự động gắn vào tay Kate. Sau đó, khung cảnh mang về hàng trăm triệu đô cho các nhà sản xuất bắt đầu. Hãy xem phim để trải nghiệm những thước phim bom tấn một cách trọn vẹn nhất. Còn tôi xin được phép bỏ qua phân cảnh không ảnh hưởng lắm đến câu chuyện này. Trong lúc chạy trốn hỏa lực của Decepticon, Kate gặp một robot tên là Cogman thuộc sở hữu của một quý tộc người Anh tên là Edmund Burton. Nó tới để đưa Kate tới anh, gặp ông chủ, bởi tấm bùa anh đang nắm giữ có vai trò vô cùng quan trọng. Nhận thấy sức mạnh của tấm bùa, khi Kate bị ăn đạn mà không hề sứt mẻ, anh cùng Bumblebee đồng ý lên máy bay tới lâu đài của Burton. Đồng thời, Edmund cũng nhờ một Autobot tên là Hotpot cải trang thành chiếc ô tô của Vivian Wembley rồi bắt cóc cô tới lâu đài. Khi tất cả đã đông đủ, Burton tự giới thiệu ông là bá tước thứ 12 của Fogan, một gia tộc có bề dày lịch sử bảo vệ bí mật về Transformer. Có thể thấy, các sự kiện vĩ đại trên thế giới như phát minh thế kỷ, chiến tranh cường quốc hay sự ra đời của The Reviewer đều có dấu kim loại của Transformer. Một trong số đó là chiến thắng của người Britons trước người Saxons. Khi đó, vua Arthur cùng Merlin đã lập một liên minh với 12 hiệp sĩ đến từ Cybertron. Họ tin rằng sẽ có một người đủ phẩm chất để họ gửi gắm lá bùa kim loại, trở thành hiệp sĩ cuối cùng khi trái đất lâm nguy. Và một trong số họ đã chọn Kate vì những phẩm chất mà anh sở hữu như danh dự, dũng cảm, đức hạnh, thuần khiết và trong trắng. Dù đang là một người bố đơn thân, tôi không quay tay cả năm rồi đấy. Còn Vivian Wembley, cô là hậu duệ cuối cùng của Merlin vĩ đại, người duy nhất có khả năng điều khiển cây quyền trượng, giải thích một hồi cực kỳ lan man dài dòng. Tóm lại, thứ bạn cần biết là Kate sẽ định vị cây trượng, còn Vivian sẽ điều khiển nó, ngăn Cybertron phá hủy trái đất. Do mãi chém gió quá lâu, lực lượng MI6 và TRF đã kịp tới bao vây tòa lâu đài. Bumblebee cùng Hotpot vội vã đưa Kate và Vivian trở về nhà cô tại London, trong khi các Autobot khác ở lại câu giờ. Còn Burton thì liên lạc với Simmons, một nhà nghiên cứu về Transformer, người tìm ra bí mật đất chính là Unicron, và cây quyển trượng sẽ giúp Cybertron hút cạn năng lượng của hành tinh xinh đẹp. 6 khối kim loại bí ẩn chính là những thụ thể kết nối Cybertron và Unicron,
bằng kiến thức địa lý cấp 2, bản đồ trái đất khi xưa được tái hiện với siêu lục địa Pangaea, sau khối kim loại tạo thành một vòng tròn với tâm là Stonehenge, nơi kết nối giữa Cybertron và Unicron. Trong khi đó, Vivian và Kay đang lục tung phòng làm việc của bố cô, hòng tìm thông tin về chiếc quyền trượng. Sau một hồi mò mẫm, Vivian nhớ lại trò chơi mà cô cùng bố hay chơi lúc nhỏ và tìm được một tờ giấy ghi bảo tàng hải quân. Ngay lập tức, họ lên đường tới đó. Bảo tàng hóa ra là một chiếc tàu ngầm cổ từ Thế chiến thứ 2. Sau khi đuổi hết khách tham quan, bộ ba Burton, Vivian và Kay chui vào tàu. Với bằng tiến sĩ lịch sử tại Oxford, cô dễ dàng khởi động và nhổ neo con tàu ngầm cổ lỗ sĩ. Có gì ngạc nhiên đâu, bằng đại học còn lái được máy bay cơ mà. Thật ra, chính chiếc bùa kim loại tự điều khiển con tàu lặn xuống biển. Nhưng TRF không hề đơn giản. Họ điều động hàng loạt tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân, bắm ngay sau đít cả nhóm. Rồi khẽ chạm nhau một cái tình cảm, khiến Kate và Vivian tí ngã. Rồi chẳng có gì xảy ra cả. Miếng bùa kim loại trên người Kate bắt đầu trượt tung tăng trên cơ thể, khiến anh được dịp khoe body 6 múi của mình. Đúng lúc Vivian nhìn thấy, miếng bùa ngay lập tức trượt xuống dưới bụng, khiến cô nứng vì tưởng tượng về một con chim mạ bạc. Sau một loạt phân cảnh không được đưa lên sóng, họ cũng tìm tới một con tàu vũ trụ khổng lồ. Sâu bên trong chính là lăng mộ của Merlin. Nhưng khi quật mộ phù thủy lên, thứ Kay nhận được chỉ là một bộ xương khô cùng cây gậy đập chó. Thất vọng, Kay ném cây gậy đi rồi tiếp tục tìm kiếm. Anh vô tình soi đèn pin vào mắt của một hiệp sĩ cổ xưa, khiến nó thức dậy, tấn công loạn xạ vì cho rằng có kẻ tới ăn trộm gậy. Trong tình thế nguy cấp, Vivian vớ tạm cây gậy đánh chó để tự vệ thì bất ngờ nó biến đổi thành cây trượng quyền năng. Thì ra, chỉ có hậu duệ của Merlin mới có thể kích hoạt và điều khiển nó. Nhưng việc khám phá ra điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc giao tranh giữa TRF và các hiệp sĩ Lacon. Đột nhiên, từ đằng sau, Optimus vung kiếm đả thương hai hiệp sĩ, lấy lại cây trượng từ tay Vivian. Việc cây trượng được kích hoạt khiến con tàu vũ trụ khổng lồ ngoi lên từ đáy biển. Vừa mới được hít khí trời, Bumblebee lao vào tấn công Optimus, cho ông ta tiếp đất bằng mặt một cách vô cùng điệu nghệ. Tuy nhiên, Bee cũng như chị ông No, mỗi tội là No Hope trước sức mạnh của Musk. Với sức mạnh của một Prime, ông nhanh chóng áp đặt thế trận, đập nát giáp của Bee. Khi chuẩn bị tung chiếu cuối kết liễu, Bee bất ngờ nói bằng giọng nguyên bản, khiến Optimus thức tỉnh, vô cùng hối hận về những việc vừa làm. Trong một phút mất tập trung, Megatron từ đầu lao tới, đánh lén, rồi rút cây trượng to dài trong quần Optimus ra, sau đó biến thành phi cơ bay đi mất. Cùng lúc này, các hiệp sĩ của Lacon cũng góp mặt, đòi xử tử Optimus vì tội phản bội giống loài. Trước khoảnh khắc thi hành án, mảnh bùa kim loại trên tay Kate bỗng biến đổi thành thanh Excalibur huyền thoại, giữ cho cái đầu của Optimus vẫn còn nguyên. Sóng gió đã tạm thời qua đi, cho đến khi phóng máy quay ra ngoài vũ trụ. Cybertron giống như con virus HIV đang cố gắng làm suy giảm hệ miễn dịch của trái đất. Lũ Decepticon đã mang cái trượng tới Stonehenge, rồi đưa cho Quintessa sử dụng. À, nhanh chóng mở một vòi hút tinh hoa của địa cầu, khiến các mảnh của Cybertron bắt đầu liên kết lại. Kèm theo đó là sự tàn phá nặng nề trên mặt đất. Người duy nhất có thể ngăn thảm họa diệt chủng là Vivian, vì chỉ có cô mới dùng được cây trượng. Thế là liên minh giữa hiệp sĩ của Lacon, Autobot cùng con người cùng nhau tấn công Decepticon, mở đường cho Vivian làm nhiệm vụ. Bên kia chiến tuyến, lũ thuộc hạ của Quintessa hợp thể với Megatron thành một con quái vật khổng lồ, để cho một loạt phân cảnh mà tôi khuyên bạn nên xem phim để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc từ những thức phim bom tấn. Đây chắc chắn là cuộc chiến trên không vĩ đại thứ hai trong lịch sử, chỉ sau trận Điện Biên Phủ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do đối thủ không phải là Fnatic, Optimus tung chiều đéo triệt phát lào. Nhờ có sự giúp đỡ của Bumblebee và Hound, ông hạ gục Megatron, trong khi Vivian và Kay chạy tới chỗ cây quyền trượng, nhưng cô không đủ sức để kéo nó ra ngoài và bị rơi vào môi trường phi trọng lực. Trong khoảnh khắc, Bee rút Kay lên không trung, giúp anh có thể ném Vivian trở lại chỗ cây trượng. Optimus cùng Bee sau đó phối hợp bắn hạ Quintessa, trong khi Vivian rút thành công cây trượng ra ngoài, khiến Cybertron sụp đổ. Một lần nữa, chúng ta được thấy chiếc đầu máy container của Optimus cứu Vivian và Kay thoát khỏi bom rơi đạn lạc. Cuộc chiến kết thúc, các Transformer quyết định trở về, xây dựng hành tinh của mình. Còn Quintessa thì vẫn chưa chết, cải trang thành con người trên một sa mạc đầy nắng cát. Sinh đến nay đến tôi còn mê cho nói gì Optimus. Và đó là cái kết cho Transformer, hay ít nhất là tôi nghĩ thế, cho đến khi họ ra thêm cả ngoại truyện về Bumblebee. Trời ơi, đủ má. Tôi là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.